Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Siêu bão Noru, bão số 4 đổ bộ gây mưa lớn, nhiều địa phương miền Trung chỉ đạo ứng phó khẩn cấp. Theo dự báo, chiều tối ngày 27 tháng 9, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ. Trọng tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 bão Noru ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp từ 8 trở lên, khoảng 230 km tính từ tâm bão, bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Theo dự báo, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, sức gió rất mạnh cấp 13-14, giật cấp 16, tốc độ di chuyển nhanh. Dự báo từ ngày 26 tháng 9, bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và bắc Biển Đông. Cảnh báo mưa lớn, từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 250-350mm một đợt, có nơi trên 400mm một đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Từ ngày 28 tháng 9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Trước tình hình ảnh hưởng của bão Noru, nhiều địa phương đã đưa ra các chỉ đạo ứng phó khẩn cấp. Thông tin trên Người Lao Động, chiều nay ngày 26 tháng 9, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban bố lệnh cấm biển đối với tất cả các hoạt động đánh bắt hải sản để phòng tránh siêu bão Noru, bão số 4. Lệnh cấm biển bắt đầu có hiệu lực từ 15 giờ cùng ngày. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy An, thị xã Đông Hòa, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy hải sản ven bờ, bố trí bộ đội biên phòng, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, ban quản lý các cảng cá phối hợp với các địa phương ven biển theo dõi sát sao cơn bão số 4 để kịp thời thông báo đến ngư dân. Đối với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương thông báo đến từng tàu thuyền, kêu gọi vào nơi tránh trú. Tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu thuyền khi đi vào khu vực tránh trú. Sáng ngày 26 tháng 9, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy Bình Định đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão Noru trên địa bàn tỉnh. Tại cảng cá Quy Nhơn, Bí thư tỉnh ủy hỏi thăm tình hình đánh bắt của ngư dân, công tác chẳng chéo tàu thuyền chuẩn bị trước khi siêu bão Noru đổ bộ. Để đảm bảo an toàn hàng hải, tối ngày 25 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có văn bản nghiêm cấm không cho tàu cá xuất bến kể từ 6 giờ ngày 26 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới để ứng phó với siêu bão Noru. Đồng thời dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó với bão. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết để ứng phó với siêu bão Noru, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế đi hiện trường kiểm tra thực tế các công trình giao thông, thủy lợi, hồ chứa nước, thủy điện trong tỉnh, đặc biệt là các công trình trọng điểm dọc bờ biển của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế rà soát phương án sơ tán, di dời các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, lũ lụt, nước dâng do bão đến nơi an toàn. Theo Infonet, cùng ngày 26 tháng 9, tỉnh Quảng Nam đã phát đi công điện khẩn để tập trung ứng phó với bão số 4, bão Noru. Với tình huống là siêu bão đổ bộ, tỉnh này sẽ tổ chức di rời 401.901 người, trong đó di rời tại chỗ 111.470 người, sơ tán 290.585 người. Bên cạnh đó, ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, Sở vừa có quy định cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 4. Theo đó, các đơn vị trực thuộc cần báo cáo cho học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh nghỉ học ngày 27 tháng 9. Ngoài ra, theo thông báo từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục đang theo dõi sát diễn biến đường đi của bão Noru và trong ngày 26 tháng 9 sẽ có quyết định tạm đóng cửa một số sân bay trong vùng bão đổ bộ để đảm bảo an toàn hàng không. Trước ảnh hưởng của cơn bão được đánh giá mạnh nhất 20 năm trở lại đây, việc quyết tạm đóng cửa một số sân bay được Cục Hàng không Việt Nam thực hiện theo chỉ đạo từ Bộ Giao thông Vận tải trước diễn biến của bão Noru.
một ngư dân Quảng Bình mất tích khi cùng tàu cá di chuyển tránh bão. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết đang chỉ đạo lực lượng phối hợp chính quyền các địa phương ven biển tìm kiếm một ngư dân mất tích khi cùng tàu cá di chuyển tránh bão Noru. Trước đó, lúc 9 giờ 40 phút ngày 26 tháng 9, đồn biên phòng Nhật Lệ tiếp nhận tin báo của anh Hồ Văn Hờn, sinh năm 1982 ở thôn Trung Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, là chủ tàu kiêm thuyền trưởng của tàu cá QB92005 với nội dung: lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tàu với 6 ngư dân xuất phát từ cửa Nhật Lệ để về cảng Danh, huyện Bố Trạch neo đậu tránh chú bão. Đến khoảng 9 giờ 40 phút khi ra vùng biển cách cửa Nhật Lệ khoảng 2 hải lý thì thuyền viên Nguyễn Đăng Nhân, sinh năm 1972 ở xã Đức Trạch không may bị rơi xuống biển, hiện chưa tìm thấy. Đại điểm nhận dạng thuyền viên mất tích cao 1m70, nặng 70kg, mặc quần cộc ngắn màu đen, áo lót ngắn tay màu đỏ. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chỉ đạo triển khai việc tìm kiếm cứu nạn. Đội biên phòng Nhật Lệ cử 3 cán bộ phối hợp cán bộ kiểm ngư của chi cục thủy sản Quảng Bình sử dụng cano tìm kiếm trên vùng biển nạn nhân bị rơi. Hai tổ công tác tổ chức tuần tra dọc bờ biển từ xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới đến xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Bộ đội biên phòng tỉnh cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị mất tích. Trong một diễn biến liên quan, Bộ đội biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Bình đã bám sát địa bàn và các khu neo đậu tránh trú bão để phổ biến hướng dẫn và nhắc nhở các chủ tàu cá neo đậu đúng vị trí và kỹ thuật để đảm bảo an toàn khi có sóng to, gió lớn, ảnh hưởng của bão Noru. Bão Noru so thế nào với những cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua? Bão Noru được dự báo là siêu bão có sức tàn phá lớn, dự báo ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, tương đương bão Sansine, bão Ketasa và bão Molave. Sức tàn phá của bão Noru tương đương bão Sansine. Sáng ngày 26 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn đã có báo cáo cập nhật diễn biến bão số 4 bão Noru. Theo đó, sáng sớm nay ngày 26 tháng 9, bão Noru đã vượt qua đảo Luzon, Philippines đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 4. Đây là cơn bão rất mạnh có hướng di chuyển nhanh. Dự báo của Trung tâm Dự báo Quốc tế cũng thống nhất về quỹ đạo của bão Noru nhưng khác biệt về cường độ. Trung tâm tại Mỹ dự báo bão đạt cấp 15-16 khi gần bờ, nhưng Nhật Bản dự báo bão đạt cấp thấp hơn là 13-14. Khu vực tâm bão đi qua là từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Thời gian bão đổ bộ đất liền là sáng sớm ngày 28 tháng 9. Về quỹ đạo, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, dọc quanh vĩ độ 15-16 độ Vĩ Bắc, tốc độ từ 20-25 km/h. Khoảng từ chiều và đêm ngày 27 tháng 9, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Về cường độ, bão có quá trình mạnh trở lại, đạt cường độ mạnh nhất khi đi qua vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa, cường độ cấp 13-14, giật cấp 17. Khi vào vùng biển gần bờ, cường độ bão duy trì ở khoảng cấp 13, khi ảnh hưởng đến đất liền khoảng cấp 12-13, giật trên cấp 14. Bão Noru được dự báo là một cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, tương đương cơn bão số 6 Sansine tháng 9 năm 2006, bão số 9 Ketasa tháng 10 năm 2009 và bão số 9 Molave tháng 10 năm 2020. Theo đó, cơn bão số 9 Ketasa tháng 10 năm 2009 có tâm bão vào khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, gió mạnh 32m/s cấp 11, giật 43m/s cấp 14 tại đảo Lý Sơn, 22m/s giật 30m/s cấp 11 tại Đà Nẵng, Quảng Bình 120-270mm, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai và Kon Tum 200-100mm, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi 400-600mm. Bão Ketasa làm 629 người bị thương, 21.614 ngôi nhà bị sập trôi, 258.564 nhà bị hư hỏng, 294.711 nhà bị ngập. Bão số 6 Sansine tháng 9 năm 2006 có tâm bão vào Đà Nẵng, Quảng Nam, gió mạnh nhất 38m/s cấp 13, giật 44m/s cấp 14 tại Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Ngãi 200-300mm, riêng Quảng Bình, Thừa Thiên Huế 300-400mm. 76 người chết và mất tích, 532 người bị thương, gần 350.000 căn nhà bị đổ, hư hại gần 1.000 tàu thuyền bị chìm và hư hại. Bão số 9, bão Molave tháng 10 năm 2020 và hoàn lưu của cơn bão này đã gây ra những hậu quả đau lòng ở miền Trung. Đã có 23 người chết, 47 người mất tích, 2.642 ngôi nhà bị sập, 32 trụ sở cơ quan bị tốc mái hư hỏng, 92.356 ngôi nhà bị tốc mái, 157 trường học bị hư hỏng, 2.415 nhà bị ngập, 20 cổng cống bị xói lở, hư hỏng.
60 huyện và khu đô thị có nguy cơ bị ngập. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 4 có thể gây ra đợt mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 350mm. Thời gian mưa tập trung từ chiều ngày 27 đến 28 tháng 9 ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên, từ đêm ngày 27 đến 29 tháng 9 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 ở Thanh Hóa và Nghệ An, cơ quan khí tượng cũng đã xây dựng các kịch bản cảnh báo lũ cho các sông Trung Bộ và Tây Nguyên. Với kịch bản mưa phổ biến 300mm, các sông ở khu vực từ Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Các sông ở Bình Định, Kon Tum, Gia Lai ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Các sông ở Thừa Thiên Huế ở mức báo động 1 và trên báo động 1 với kịch bản mưa phổ biến 400mm. Đỉnh lũ trên các sông ở khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên phổ biến ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Riêng sông Hương tại Huế lên mức báo động 2 và trên báo động 2. Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên. Với kịch bản mưa phổ biến trên 400mm sẽ có khoảng 60 huyện và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt. Cụ thể, các vị trí có nguy cơ cao ngập lụt là Quảng Bình, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, Lệ Thủy, Quảng Trị, Hướng Hóa, Đắk Rông, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà, Huế, Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Quảng Nam, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Thăng Bình, Núi Thành, thành phố Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi, Bình Định, An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phủ Mỹ, Phủ Cát, An Nhơn, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn, Phú Yên, Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa, Kon Tum, Đắk Lê, Đắk Tô, Đắk Hà, Con Plong, thành phố Kon Tum, Sa Thầy, La Hạt Rai, Gia Lai, Man Giang, Phú Thiện, Ayupa, Krupa, An Khê, Kapang, thị xã An Khê. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.